Bản tin tối ngày 30 tháng 7. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin tối ngày 30 tháng 7. Bản tin gồm có những nội dung chính sau đây. Tin thế giới. Mỗi một phút có một người ở Mỹ qua đời vì dịch Covid-19. Cố vấn an ninh Hoa Kỳ nhiễm Covid-19. Argentina thử nghiệm lâm sàng huyết thanh trị Covid-19 từ ngựa. Brazil mở lại đường bay quốc tế giữa tâm dịch. Hồng Kông bắt 4 người theo luật an ninh mới. Trung Quốc xuất hiện nhiều dị tượng như sấm nổ 23 lần một phút và tuyết rơi giữa mùa hè. Tin tại Việt Nam, Hội An cách ly xã hội, Huế cấm hoạt động tụ tập đông người. Thành phố Hồ Chí Minh không xác định được số lượng người về từ Đà Nẵng. Phát hiện 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhật Bản viện trợ Việt Nam máy ECMO. Sau đây là thông tin chi tiết. Tại châu Mỹ, mỗi một phút có một người ở Mỹ qua đời vì đại dịch Covid-19. Mỹ đã xác nhận hơn 1.400 người không qua khỏi vì đại dịch trong 24 giờ qua. Tức là cứ mỗi một phút, nước Mỹ lại có thêm một ca tử vong. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng các dữ liệu về Covid-19 tại Mỹ có nguy cơ bị thổi phồng lên trước thềm cuộc bầu cử tổng thống. Vào tuần trước, Fox News đã báo cáo trường hợp một thanh niên không hề có triệu chứng và tử vong vì tai nạn nhưng cũng được ghi nhận là tử vong do Covid-19. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA vừa quyết định mở rộng diện xét nghiệm đối với cả nhóm người không có triệu chứng lẫn nhóm người nghi nhiễm virus. Như vậy, số ca nhiễm thống kê ở nước này có thể sẽ còn tăng lên nữa. Trên toàn nước Mỹ, có ít nhất 27 bang đã tạm dừng hoặc rút kế hoạch tái mở cửa, đồng thời áp đặt những hạn chế mới. Hơn 40 bang đã đưa ra những yêu cầu liên quan đến khẩu trang. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ngày 29 tháng 7 đã ra quy định yêu cầu tất cả nghị sĩ và nhân viên ở Hạ viện phải đeo khẩu trang. Mới đây, Cố vấn An ninh Hoa Kỳ, ông Robert O'Brien đã bị nhiễm Covid-19. Ông là quan chức cấp cao nhất được xác nhận dương tính với Covid-19 kể từ khi dịch bùng phát tại Mỹ. Đây cũng là lần gần nhất giới chức phát hiện được người làm gần Tổng thống Donald Trump nhiễm virus. Dù Nhà Trắng từng báo cáo một số trường hợp nhân viên nhiễm Covid-19, nhưng trường hợp của ông O'Brien là đáng báo động hơn khi phạm vi tiếp xúc của ông lớn hơn rất nhiều. Một bệnh nhân Mỹ đã mất 10 ngón tay do biến chứng Covid-19 nặng. Ông Garfield bị nhiễm Covid-19 trong chuyến trượt tuyết ở Ý vào tháng 2 vừa rồi và phải thở máy suốt 31 ngày trong tổng số 64 ngày điều trị tại bệnh viện. Bác sĩ đã từng tiên lượng ông chỉ có 1% cơ hội sống sót. Nhưng sau đó, ông đã hồi phục đáng kể và xuất viện vào ngày 8 tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, trở ngại duy nhất mà ông gặp phải sau khi xuất viện là phải cắt cụt các ngón tay, bao gồm toàn bộ các ngón bàn tay bên phải và một vài ngón ở bên tay trái. Bác sĩ phẫu thuật David Kober tại Trung tâm Y tế Cedars-Sinai, Los Angeles cho hay, virus Vũ Hán đã ảnh hưởng đến lưu lượng máu của ông và cũng là nguyên nhân ông phải cắt bỏ các ngón tay này. Biến chứng sau khi bệnh nhân hồi phục cũng là điều được giới y tế quan tâm nhiều. Các chuyên gia nghiên cứu ở Đức và Hoa Kỳ vừa phát hiện ra rằng virus Vũ Hán có thể gây tổn thương lâu dài cho tim và 78% người bệnh sau khi hồi phục có cấu trúc tim bị thay đổi. Chuyển qua tin tức tại Canada. Sau Mỹ, Canada cũng nhận được hạt giống lạ từ Trung Quốc. Như Khỏe Tự nhiên đã đưa tin hôm vừa rồi, sau khi cư dân của ít nhất 27 tiểu bang của Hoa Kỳ nhận được các hạt giống một cách bí hiểm từ Trung Quốc, thì người dân Canada cũng nhận được các gói tương tự. Trên bọc có ghi chữ châu báu, đồ chơi hoặc công cụ, nhưng khi mở ra, chúng lại là những hạt giống lạ. Chính quyền Canada đã lo ngại rằng những hạt giống này có thể là các loài xâm lấn và cảnh báo cư dân không nên gieo trồng hoặc thậm chí là không nên mở chúng ra. Cơ quan thanh tra thực phẩm Canada CFIA cho biết họ đang điều tra về vụ việc này. Còn tại Mỹ, giới chức hôm 27 tháng 7 đã cho rằng các gói hạt giống này có thể liên quan đến các trò chơi lừa đảo khi mua hàng trực tuyến. Trong đó, các nhà cung cấp đã áp dụng để tăng xếp hạng sản phẩm và tăng khả năng hiển thị trực tuyến. Cả 50 bang tại Mỹ đều đưa ra cảnh báo về vấn đề này. Tại Mỹ Latin, Brazil mở lại đường bay quốc tế giữa lúc dịch lên cao điểm. Dịch bệnh tại Brazil chưa có dấu hiệu chứng lại, nhưng đến ngày 29 tháng 7, nước này vẫn quyết định mở lại các chuyến bay quốc tế để đón khách nước ngoài. Du khách từ tất cả các nước có thể du lịch đến Brazil miễn là họ có bảo hiểm y tế trong suốt chuyến đi, theo thông báo không kèm theo lời giải thích nào của chính phủ Brazil.
Nước này hiện vẫn là vùng dịch lớn thứ hai trên thế giới và ghi nhận tổng số hơn 2,5 triệu ca nhiễm, trong đó có hơn 90.000 ca đã tử vong. Chuyển qua tin tức tại Argentina, nước này đã thử nghiệm lâm sàng huyết thanh trị COVID-19 từ ngựa. Theo Reuters hôm 30 tháng 7, ông Fernando Goldbaum, giám đốc công ty Immunova của Argentina cho biết, loại huyết thanh siêu miễn dịch được công ty này tạo ra bằng cách tiêm protein virus corona vào cho ngựa và khiến cho chúng sản sinh ra một lượng lớn kháng thể trung hòa. Huyết tương ngựa sau đó đã được thu thập, xử lý và tinh chế. Sau một số kết quả tích cực trong phòng thí nghiệm, loại huyết thanh được phát triển từ huyết tương ngựa này sẽ được thử nghiệm lâm sàng trên 242 người bệnh từ nhẹ đến nặng. Kết quả dự kiến sẽ có trong tháng 10 và tháng 11 tới. Hiện Argentina ghi nhận hơn 178.000 ca nhiễm, trong đó hơn 3.200 ca đã tử vong. Tiếp theo là tin tức tại châu Á. Tại Trung Quốc liên tiếp xuất hiện nhiều dị tượng. Tại Thượng Hải, sấm nổ 23 lần mỗi phút, còn tại Bắc Kinh đã xảy ra trường hợp tuyết rơi mùa hè. Trong khi đỉnh lũ số 3 của sông Trường Giang đang hoành hành, thì ở Thượng Hải, Bắc Kinh liên tục xảy ra hiện tượng thời tiết dị thường khiến cho người dân hoang mang. Ở hạ lưu sông Trường Giang, Thượng Hải đã xuất hiện cuồng phong, mưa bão và sấm sét ầm ầm. Trung bình sấm nổ 23 lần một phút, âm thanh lớn tới mức người ta đã nhầm tưởng thành tiếng nổ mìn hay tiếng động đất. Điều này đã khiến cho người dân rất hoảng sợ. Theo dữ liệu giám sát của trang mạng quan sát sấm sét Thượng Hải, từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều ngày 28 tháng 7, đã có tới 4.207 lần đã xuất hiện tia sét điện ở Thượng Hải. Cũng trong ngày 28 tháng 7, tuyết rơi ở quận Đông Thành thuộc thành phố Bắc Kinh. Hàng loạt các kênh truyền thông Trung Quốc như Bắc Kinh Nhật Báo, Phoenix New Media, China, v.v. đã đồng loạt đăng tin tuyết rơi ở đường Xuân Tú, quận Đông Thành, Bắc Kinh lúc 3 giờ 20 phút chiều ngày hôm đó. Tuyết rơi liên tục 5 đến 6 phút và nhìn tuyết rơi bám trên bức tường màu đỏ thì sẽ rõ hơn. Mặc dù chính quyền Trung Quốc nói rằng đó chỉ là mưa đá mềm, nhưng người dân quay video nói rằng đó không phải là mưa đá, vì đưa tay ra hứng thì phát hiện nó không phải là mưa đá mà là những bông tuyết. Chuyển qua tin tức tại Hồng Kông. Hồng Kông bắt 4 người theo luật an ninh mới. Cảnh sát Hồng Kông đêm ngày 29 tháng 7 đã bắt giữ 4 sinh viên theo luật an ninh mới, do những người này liên quan tới một nhóm ủng hộ độc lập cho đặc khu. Hiện máy tính, điện thoại và tài liệu của 4 người trên đã bị tịch thu. Họ đều là học sinh, sinh viên từ 16 đến 21 tuổi. Theo cảnh sát Hồng Kông, nhóm người này gần đây đã công bố trên mạng xã hội thành lập một nhóm tổ chức sinh viên theo chủ nghĩa địa phương để ủng hộ độc lập cho Hồng Kông. Trước đó, cựu thủ lĩnh nhóm là Tony Chang, 19 tuổi và 3 cựu thành viên của nhóm này cùng nằm trong số những người bị bắt. Hiện Hồng Kông ghi nhận tổng số ca nhiễm là hơn 3.000 ca, trong đó có 24 ca đã tử vong. Tại Nhật Bản, lần đầu tiên các ca nhiễm mới tại Nhật vượt quá 1.000 ca. Theo Kyodo News hôm 29 tháng 7, Nhật Bản lần đầu tiên ghi nhận số ca nhiễm mới trong một ngày đã vượt quá con số 1.000 ca kể từ khi dịch viêm phổi Vũ Hán bắt đầu bùng phát. Hiện nước này ghi nhận tổng số ca nhiễm hơn 31.900 ca, trong đó có hơn 1.000 ca đã tử vong. Ả Rập Xê Út là một cuộc hành hương về thánh địa Mecca giữa mùa Covid-19. Lần đầu tiên trong gần một thế kỷ qua, chính quyền Ả Rập Xê Út cấm người Hồi giáo ở nước ngoài đến vương quốc này để hành hương nhằm ngăn chặn virus lây lan. Lễ hành hương ở thánh địa Mecca bắt đầu từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8, với sự tham dự của khoảng 1.000 người Hồi giáo, trong khi đó con số hàng năm là khoảng 2,5 triệu tín đồ trên khắp thế giới. Năm nay, các tín đồ hành hương phải đeo khẩu trang và chia thành từng nhóm nhỏ để thực hiện giãn cách xã hội. Họ ăn đồ ăn đóng hộp một mình trong khách sạn và cầu nguyện cách xa những người khác. Chuyển qua tin tức tại Việt Nam, thêm 5 người Quảng Nam lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Bộ Y tế chiều ngày hôm nay, ngày 30 tháng 7, đã ghi nhận 5 ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng ở Quảng Nam, đều là người nhà chăm sóc và thăm bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng. Cả 5 trường hợp được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 28 tháng 7 và kết quả xét nghiệm ngày hôm nay, ngày 30 tháng 7 cho dương tính với virus Vũ Hán. Cụ thể như sau, bệnh nhân thứ 460 là nữ, 49 tuổi, ở xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Bệnh nhân thứ 461 là nữ, 45 tuổi, ở phường Sơn Phong, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Bệnh nhân thứ 462 là nam, 53 tuổi, ở phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Bệnh nhân thứ 463 là nữ, 45 tuổi,
ở Cẩm Nam, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Bệnh nhân thứ 464 là nữ, 69 tuổi, ở phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Cũng trong chiều cùng ngày, thành phố Hội An đã cho phong tỏa khối phố An Hội, phường Minh An vì có liên quan đến 5 ca dương tính này. Như vậy, tính đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 464 ca mắc COVID-19, trong đó có 369 ca đã hồi phục. Hội An cách ly xã hội, Huế cấm hoạt động tụ tập đông người. Vào sáng hôm nay, ngày 30 tháng 7, Phó Chủ tịch Quảng Nam, ông Trần Văn Tân đã ký quyết định cách ly xã hội theo chỉ thị 16 toàn bộ thành phố Hội An từ 0 giờ ngày 31 tháng 7 đến ngày 14 tháng 8. Người dân Hội An được yêu cầu ở trong nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm, hàng hóa và dịch vụ thiết yếu. Trước đó vào ngày 29 tháng 7, tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, giải khát, bãi tắm, v.v. ở huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn phải đóng cửa từ 0 giờ ngày 31 tháng 7 đến ngày 14 tháng 8. Các hoạt động thể dục thể thao như bóng bàn, cầu lông, quần vợt, võ thuật hay các phòng tập thể hình, thể dục thẩm mỹ, v.v. ở hai địa phương này cũng phải dừng hoạt động. Tại Thừa Thiên Huế, mặc dù chưa ghi nhận ca nhiễm mới nào, nhưng kể từ 0 giờ ngày 30 tháng 7, tất cả các hoạt động kinh doanh như karaoke, quán bar, hội nghị, nghi lễ tôn giáo đông người, v.v. sẽ phải dừng hoạt động. Các huyện, thị xã tổ chức rà soát, truy vết, yêu cầu khai báo y tế tất cả các công dân đến từ các vùng có dịch từ sau ngày 10 tháng 7. Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu người dân khi ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, hạn chế tập trung đông người. Tin tiếp theo tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh không xác định được số lượng những người đã về từ Đà Nẵng. Vào tối ngày 29 tháng 7, ông Nguyễn Chí Dũng, giám đốc CDC thành phố Hồ Chí Minh cho hay, hiện thành phố không thể thống kê chính xác số lượng người về từ Đà Nẵng bởi có người về từ sân bay rồi đi nơi khác, có người lại về bằng đường bộ và đường sắt. Do đó, thành phố kêu gọi sự tự giác của người dân và cộng đồng thực hiện khai báo y tế và phát hiện người đến từ Đà Nẵng cần phải thông báo cho cơ quan chức năng. Hiện tính đến ngày 29 tháng 7, có 9.000 trường hợp đã khai báo y tế và 6.000 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cũng tại đây đã phát hiện 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Vào ngày 29 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện thêm 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép khi đang ở một chung cư trên địa bàn phường 22, quận Bình Thạnh. Tất cả đã được đưa đi cách ly tập trung. Như vậy, số người nhập cảnh trái phép tại thành phố Hồ Chí Minh tính từ tháng 5 đến nay là 49 người. Một tin vui cho Việt Nam là Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam máy ECMO và bộ xét nghiệm chẩn đoán nhanh COVID-19. Theo Vietnamnet vào ngày hôm nay, ngày 30 tháng 7, phía Nhật Bản vừa bàn giao lô thiết bị y tế đầu tiên gồm máy ECMO và bộ xét nghiệm chẩn đoán nhanh PCR cho bệnh viện Chợ Rẫy. Kính thưa quý vị, hôm nay đã bước sang ngày thứ 3, Đà Nẵng chính thức cách ly xã hội toàn thành phố. Đặc biệt là cụm 3 bệnh viện trên đường Hải Phòng, Quang Trung đã bị phong tỏa, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bên trong các bệnh viện này, không chỉ có các y bác sĩ, các bệnh nhân đang điều trị mà còn có người nhà bệnh nhân, sinh viên thực tập, nhân viên lao động hay các bác bảo vệ, v.v. Họ đang ngày đêm đối mặt với mầm bệnh và những thiếu thốn vật dụng cần thiết. Thế nhưng, kính thưa quý vị, thật ấm áp tình người khi mà phía bên ngoài hàng rào cách ly có rất nhiều bà con đã sẵn sàng làm hậu phương hướng về tuyến đầu. Có thể quý vị đã nhận ra, chúng tôi đang muốn nói về tấm lòng của những con người bình dị này. Vào mấy ngày hôm nay, những lượt xe tải, xe máy đã liên tiếp nối đuôi nhau, chở hàng và đưa vào những bệnh viện đang bị cách ly này. Những chuyến xe dừng trước barrier chốt phong tỏa, rồi những nhu yếu phẩm cần thiết được đưa tới đây để hỗ trợ, gồm đủ loại, trong đó có nhiều nhất là nước uống, mì gói, sữa, khẩu trang, chăn màn, rồi đến những bọc băng vệ sinh, tã bỉm hay nước súc miệng, v.v. Những mạnh thường quân này là ai? Họ là những sinh viên, nhân viên văn phòng, là lái xe, là những người hưu trí hay chỉ là những người dân buôn bán nhỏ. Tuy chẳng ai giống ai, nhưng tất cả lại cùng chung mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình khi thành phố cần. Kính thưa quý vị, khi con người ta phải rơi vào hoàn cảnh khó khăn, chúng ta cần lắm những tấm lòng thiện lương như vậy. Tuy đơn giản mà bình dị, nhưng lại rất quý giá trong hoàn cảnh này. Những hành động rất đáng trân trọng. Chỉ nghe thôi cũng đã thấy ấm lòng.
Nếu như những người nhà của ai đó đang được hỗ trợ, chắc chắn sẽ cảm nhận được rất rõ những tấm lòng này, rất cảm động. Và những lời tâm sự vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tối nay của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn quý vị đã tin tưởng và lắng nghe tin tức của Khỏe Tự Nhiên. Cũng trong tối hôm nay, mời quý vị theo dõi một câu chuyện mới trên kênh Radio Sống Đẹp. Và nếu yêu mến chương trình, hãy đăng ký cho cả hai kênh quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tin tức ngày mai.